Trước tiên thay mặt cho gia đình và nghệ sĩ Chí Tài cảm ơn quý vị đã đến đây để đưa người anh của chúng tôi lần cuối. Xin cảm ơn tất cả quý vị, những tình cảm của quý vị dành cho nghệ sĩ Chí Tài. Xin thay mặt cho Việt Phương cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ, cảm ơn quý vị đã thương và để cho cái buổi tang lễ nó rất là thật sự và trang nghiêm. Cho nên là cái điều đó là cái điều mà Linh không biết nói gì hơn là chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì trời mưa bên Trang Thọ là quý vị sẽ đứng ngoài mưa. Bây giờ thì thế quý vị là bây giờ tan biến thì bây giờ chúng tôi tạm ngưng lại bởi vì phải làm một cái thánh lễ theo nghi thức Công giáo. Cho nên là mong quý vị nào đã chưa vào được bên trong, quý vị bị thương Chí Tài, xin quý vị bỏ qua cho ta một chút, bởi vì thời gian của chúng tôi không có nhiều. Cho nên là mong quý vị hết sức thông cảm và thương yêu Chí Tài bao nhiêu thì quý vị thông cảm bấy nhiêu. Cho nên là một chút là xin quý vị cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều, cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ thì nếu mà mưa thì quý vị tìm cho cứu nha quý vị, bởi vì chương trình lễ tang sẽ cử hành trong vòng 45 phút, và nếu quý vị ở đây được thì một tí nữa anh Tài sẽ bước ra đây trong một cái bộ áo thun rất là đẹp để chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị đã thương anh Tài, đã cho anh Tài những cái món tinh thần rất là lớn, đó là từ sự thương yêu của quý vị. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa, thay mặt cho toàn thể anh em gia đình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Mong quý vị thông cảm và bây giờ Linh xin phép bước vào trong để cho dân mục cái nào cử hành có lẽ là xin cảm ơn tất cả quý vị nhiều.